đưa đề xuất cải tiến chữ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền vào đề thi lớp 12 là sự bất kính. Mới đây, Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội đã đưa nội dung câu hỏi liên quan đến đề xuất cải tiến chữ viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền vào trong đề thi kết thúc học kỳ 1 dành cho học sinh lớp 12 đang gây nhiều tranh cãi. Sáng ngày 11 tháng 12, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phạm Hữu Cường, Trung tâm Luyện thi Thầy Cường. Tiến sĩ Phạm Hữu Cường cho hay, câu số 4 của phần đọc hiểu trong đề thi này vẫn có tính chất hợp lý riêng ở phần trên gắn với văn bản đọc hiểu nói về sự trong sáng của tiếng Việt, theo quan điểm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thứ hai là gắn với văn bản đó, người ra đề muốn định hướng cho học sinh, bàn luận về vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Từ đó phải có sự chuẩn mực trong bảng chữ cái, điều này thể hiện dụng ý tốt của người ra đề. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi không nên ra đề như vậy bởi một số lý do sau. Thứ nhất, ngay cả câu từ dùng trong đề cũng chưa chuẩn, đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt thành tiếng Việt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền, lẽ ra phải nói đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt, trong đó có việc chuyển từ tiếng Việt thành tiếng Việt mới là chuẩn. Thứ hai, tôi không tán thành việc cho học sinh bàn về những vấn đề như bản cải tiến chữ viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền, bởi lẽ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền năm nay đã 83 tuổi và gần như ông đã dành nửa cuộc đời để nghiên cứu bảng chữ cái ấy. Trong khi đó, chúng ta để cho học sinh lớp 12 mới 18 tuổi bàn về công trình nghiên cứu của một Phó Giáo sư Tiến sĩ từng là Phó Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ là sự bất kính. Người trẻ có thể có những quan điểm phán xét bất kính về người già, đó là điều tối kỵ trong sư phạm. Tiếp nữa, dụng ý trong công trình của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền có những điểm rất tích cực, mặc dù còn những điểm chưa thật hợp lý hoặc khả năng thực thi của nó kém. Tuy nhiên, công trình này mới được trình bày dưới dạng một bản tham luận khoa học in trong cuốn kỷ yếu chứ chưa phải công trình công bố chính thức và càng không phải để thực thi trong đời sống. Theo dõi thì sẽ thấy rất ít người thể hiện thái độ trang trọng với công trình này mà thay vào đó là sự ném đá. Vậy thì học sinh rất có thể đi theo định hướng của dư luận trong thời gian vừa qua là ném đá công trình. Vậy nó càng thể hiện sự bất kính đối với một nhà khoa học. Tôi nghĩ rằng người ra đề đề cập đến đề xuất cải tiến chữ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền là muốn đề thi mang tính chất thời sự hơn. Tuy nhiên, việc liên tục ra đề văn bản theo dư luận sẽ khiến đề thi trở nên hơi lố bịch. Trước đây, một số đề thi đề cập đến vấn đề thời sự có ý nghĩa nhân văn thì rất được trân trọng. Thế nhưng, ra nhiều quá, cái gì cũng đưa vào đề văn như thời gian gần đây, đề cập đến ca sĩ Sơn Tùng, Chi Bu là lố bịch. Tôi tin chắc khoảng 70% học sinh chưa biết Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền là ai và càng không thể biết về công trình mà giáo sư đã công bố. Vì thế, cho học sinh bàn luận về vấn đề này sẽ tạo nên những phán xét bừa bãi về công trình nghiên cứu khoa học này. Tìm 5 từ vừng ươi gọi đến tiến sĩ loay hoay mãi cũng chỉ được 4 từ. Cô giáo cho học sinh lớp 1 bài tập tìm và viết lại 5 từ đơn có vần ươi, có nghĩa không lặp lại từ hoặc âm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình cho rằng, ông tìm mãi cũng chỉ được 4 từ. Phụ huynh tên Long ở Hà Nội chia sẻ một bài tập tiếng Việt của con trai học lớp 1, tìm và viết lại 5 từ đơn có vần ươi, có nghĩa không lặp lại từ hoặc âm. Ban đầu, phụ huynh này nghĩ bài tập này không khó, nhưng thực tế vần ươi không dễ tìm. Hai cha con vắt óc cả buổi nhưng vẫn chỉ tìm được tối đa 4 từ. Ông Long đã tra cứu cả cuốn từ điển của giáo sư Hoàng Phê nhưng vẫn không thể tìm được nhiều hơn 4 từ. Trao đổi về bài tập này của học sinh lớp 1, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình, Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam cho biết đã tra cứu một số cuốn từ điển, trong đó có từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học chủ biên. Tuy nhiên, chỉ tìm được tối đa 4 từ đơn có vần ươi có nghĩa gồm gửi, chửi, ngửi, cưỡi. Ông Tình cũng khẳng định cả 4 từ đơn có vần ươi đó đều mang thanh hỏi, không có từ nào đi với các khuôn vần ươi, ươi, ưỡi, ưỡi.
Một giáo viên dạy lớp 1 ở Hà Nội cho biết, dạng bài tìm từ có chứa vần được cô giáo thường xuyên đưa ra để học sinh rèn luyện kỹ năng ghép vần với phụ âm thành từ có nghĩa. Tuy nhiên, có thể giáo viên không lường trước số lượng từ rất hiếm của vần ươi nên đã làm khó học sinh. Bạn có tìm ra được từ chứa vần ươi còn lại? Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền, nếu làm bài bản sẽ thuyết phục được đa số. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền nói, thời gian qua có hai luồng ý kiến trước đề xuất cải tiến tiếng Việt của ông. Thứ nhất là những nhận xét thật nghiêm túc mang tính khoa học, thứ hai không phải nhận xét mà là phán xét. Trao đổi với Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về công trình nghiên cứu của mình, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền cho biết, tên công trình khoa học của tôi là cải tiến chữ quốc ngữ. Tại sao phải cải tiến cũng là có lý do và cơ sở. Khi viết hệ thống chữ hiện nay, dễ mắc lỗi chính tả và thường phải kè kè một cuốn từ điển bên cạnh. Nhiều người chưa phân biệt được khi nào dùng là hay sờ, chờ hay trờ, nhưng nếu theo chữ mới, sẽ khó mắc lỗi vì không có khác biệt. Tuy nhiên, để phân biệt, chúng ta lại phải tùy vào ngữ cảnh. Để lựa chọn cách viết, chứ các chữ ấy sẽ không đứng một mình. Ví dụ chanh và tranh sẽ được viết chung là canh. Hiện nay chữ chanh, trong đầu ta mặc định là quả chanh, còn tranh là bức tranh. Đấy là chúng ta gắn cho nó chứ bản chất gắn chữ nào cũng được. Giờ ta viết là quả canh, thì trong ngữ cảnh đó, không ai nói hay hiểu sang nghĩa bức tranh được cả, hay ngược lại viết bức canh thì không ai nói hay hiểu sang nghĩa quả chanh. Đấy mới là cái gốc, nói tranh hay chanh, phải lấy bối cảnh là chính, còn viết canh chỉ là ghi lại. Hiện nay chúng ta đang bị phụ thuộc vào chính tả. Vì thế, tôi đưa ra đề xuất thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có. Chữ tiếng Việt là chữ tượng thanh, tức là không tượng ý và tượng hình, không biểu đạt âm và chữ, mà chỉ là một quy ước ký hiệu, không liên hệ với nhau về mặt ý nghĩa. Ký hiệu ngôn ngữ về tượng thanh thì ưu việt nhất là mỗi chữ một âm và ngược lại, mỗi âm một chữ. Chưa nước nào, ngôn ngữ nào làm được, đặc biệt khối sử dụng chữ Latin. Tôi bắt đầu tập trung nghiên cứu đề tài này cách đây trên 20 năm. Thật ra, tôi đã công bố đề xuất phương án cải tiến chữ quốc ngữ lần đầu tiên trên tờ báo ngành của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 8 tháng 9 năm 1995, nhưng lúc đó mọi người chưa quan tâm lắm. Nội dung cũ mà tôi từng đề xuất cũng chưa thấy phản biện gì về mặt khoa học ở trên các diễn đàn. Và tôi tiếp tục nghiên cứu, chứ không phải làm cái mới. Sau này tôi cải tiến thêm, bản mới đây là bản cuối cùng về phần phụ âm. Tôi chưa có chủ đích muốn công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bởi, bài nghiên cứu của tôi mới được một nửa là về phụ âm, còn phần nguyên âm, tôi vẫn chưa nghiên cứu xong. Khi phối hợp nguyên âm và phụ âm vào một chữ, hay một từ còn là vấn đề nữa. Bây giờ, mới chỉ một phần của vấn đề này được đưa ra, nên tạo ra sự khập khiễng, do đó nhiều người nói tôi bị điên cũng là dễ hiểu. Vậy hệ thống chữ mới theo cải tiến của ông có ưu việt gì so với hệ thống chữ viết hiện hành? Nếu như bộ chữ cũ phải học mất một năm mới thành thạo, thì tôi nghĩ bộ chữ mới sẽ giản đơn hơn nhiều, thời gian sẽ được rút xuống ngắn hơn và giảm được công sức cho học sinh. Ví dụ học chữ G đáng lẽ chỉ cần trong một giờ đồng hồ, nhưng chúng ta lại mất thêm nhiều lần thời gian đó để dạy học sinh học cả G, G, G nữa thì mới xong một âm. Khi ghép và viết lại tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Bộ chữ chắc chắn tiết kiệm khi từ 38 phụ âm tôi rút lại chỉ còn 31. Chữ nghi chẳng hạn thì 4 ký tự mới ra được một chữ như hiện nay. Nhưng tôi thay bằng chữ quy, khi quy cho nới giá trị bằng ngờ ghép và chỉ cần ghi kia. Tức đã giảm đi được một nửa số ký tự và cũng giảm một nửa thời gian ghi, tờ hay đánh máy. Chưa thể tiết kiệm công sức và giấy, vật tư và tiền của. Tôi tính toán với một bản mà chữ như hiện nay chuyển sang chữ mới thì tiết kiệm được khoảng 8%. Nghĩa là nếu cần sử dụng khoảng 100 tấn giấy thì theo chữ viết mới sẽ tiết kiệm được khoảng 8 tấn giấy. Nhưng lên nhiều cuốn sách thì con số sẽ rất lớn. Mọi người tưởng rất lạ và phải đào tạo lại, nhưng tôi nghĩ không quá khó. Nếu chỉ đọc thì có thể chỉ mất khoảng một ngày là thuộc lòng các ký tự đó. Còn nếu viết thì có thể lâu hơn do chưa quen, phải nhớ lại. Việc học thuộc chính chữ cái chỉ sau một tiếng, ai chậm thì sau một ngày là có thể nhớ được. Lượng tiền, sức bỏ ra không đáng kể so với những cái lợi ý mà tôi cho là lớn vô cùng. Ông nghĩ đề xuất của mình liệu có khả thi?
trước tôi cũng có nhiều người nghiên cứu và có đề xuất về vấn đề cải tiến chữ viết. Nhưng người ta nghiên cứu không hệ thống, mà chỉ chấp vá, thấy chữ nào đó bất hợp lý thì thay bằng một cái gì đó. Do đó, khi đưa vào thì khó được chấp nhận vì trở thành chấp vá, luẩn quẩn và phá vỡ hệ thống. Giờ nếu làm như tôi, tức có hệ thống, toàn bộ chữ được cải tổ hết để nằm trong một hệ thống mới. Tôi tin, nếu chúng ta hiểu được lợi ích của nó rõ ràng ở nhiều mặt, thì sẽ quyết tâm làm, nhưng phải từ phía nhà nước có chính sách. Nếu như vậy thì khả thi 100%, chỉ có điều là nhanh hay chậm mà thôi. Về mặt khoa học tôi cố gắng, quyết tâm làm cho đến cùng. Nhưng làm được đến đâu còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó là sức khỏe. Tuy nhiên, dự định của tôi là sẽ trình bày phần còn lại của công trình về nguyên âm vào tháng 3 năm 2018, tại một hội nghị ngôn ngữ. Nếu không kịp thì có thể sang năm sau nữa. Nhưng tôi kiên quyết. Còn sống thì sẽ làm đến nơi, đến chốn, vì tôi thấy ích lợi của nó. Nếu làm một cách có bài bản, thì tôi tin có thể thuyết phục được đa số.